Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền về thêm một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Ford đó các anh chị. Chiếc xe này chắc cũng không xa lạ gì đối với các anh chị đúng không ạ? Vì bên Tuyền về cái dòng này thì về rất là nhiều và bán cũng rất là nhanh. Thì hiện tại bên Tuyền đang còn hai chiếc EcoSport. Thì bên cạnh Tuyền đây là chiếc bản Titanium đời 2019 nha các anh chị nha, đời cao ha. Đi được đâu đó tầm khoảng 33.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 540 triệu. Thì nếu mà nói về EcoSport thì Tiền còn thêm một chiếc số sàn, số sàn đời 2019 luôn các anh chị, màu bạc ha. Chiếc đó thì bên Tiền đang bán với giá là 458 triệu. Tí nữa nếu mà có thời gian thì chắc Tiền sẽ đi xôi những cái xe 5 chỗ hiện tại đang có sẵn tại bên Tiền cho các anh chị nhà mình xem luôn. Vì hiện tại bên Tiền đầu tư mới có chính sách giá bán mới các anh chị. Vì có mấy chiếc xe bên Tiền lấy hồi trước dịch, xong rồi đợt sau này thì hãng giảm giá thì cũng hơi nhiều đó, cho nên là Tiền sẽ cập nhật lại giá mới cho các anh chị, để cho các anh chị mình dễ tham khảo và lựa chọn hơn nha. Rồi các anh chị nhìn sơ tổng thể về cái xe giùm Tiền nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu ghi ha các anh chị ha. Cái màu này Tiền thấy nó nâu thì cũng không nâu, bạc thì cũng không bạc nha, kiểu nó hơi xám xám nhẹ nhẹ ha các anh chị. Đó, nước sơn Tiền thấy cũng rất là liền lạc nè, không có bị trầy xước gì hết ha. Tuy nhiên một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin nha, còn mới 100% được ha. Trầy xước ha, là có giảm tút đó một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết nha các anh chị nha. Rồi, xe này biển 60A Đồng Nai hay các anh chị ha, 58824, cho các anh chị nhìn cận phần nước sơn giùm Tiền luôn. Xe này chỗ nào trầy thì Tiền sẽ báo cho các anh chị trầy ha, còn đây Tiền thấy không có trầy nè. Những cái mối nối buồn rất là liên lạc. Ở trên phần nắp capo các anh chị, Tiền thấy có những cái vết xước nhẹ nhẹ, dâm dâm, nó không ăn sâu nhưng mà có xước nhẹ nhẹ ha các anh chị ha. Đây, như vậy nè. Xe này là mình đánh bóng là nó sẽ ra hết nha các anh chị nha. Đánh bass là ra hết. Rồi bên đây có trầy nhẹ tí xíu như vậy nữa nè. Đó thì cái này thì có thể là mình để như vậy mình sử dụng, còn không thôi Tiền làm lại cho các anh chị cũng được, hoặc là Tiền sẽ bớt cho các anh chị tí xíu về mình làm lại cái phần đó nha. Vỏ đây Tiền thấy là vỏ Michelin ha các anh chị ha. Độ gây gió Tiền thấy cũng có sự hao mòn rồi đó. Rồi mâm Tiền thấy cũng rất là mới nè, không có bị trầy xước gì hết nha các anh chị nha. Đây đách vỏ nè, tuần thứ 39 của 2018 ha, vỏ này sản xuất 2018 đó, nên là vỏ xin theo xe ha. Rồi đăng kiểm và đường bộ thì còn rất là dài luôn, trời dư xài luôn, tháng 4 năm 2023. Đó, đăng kiểm và đường bộ luôn nha các anh chị nha, chứ không phải đăng kiểm không ha. Rồi đây có dán phim cho mình nè. Đó, cho các anh chị nhìn nè, kéo chỉ giùm Tiền nha. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Nhìn giùm Tiền phần ốp trên cửa phía trước nha. Tiền uống nước đá vô là bắt đầu Tiền bị ho các anh chị. Ho hoài luôn á mà thèm nước đá. Rồi, ốc ác nguyên zin ha các anh chị ha. Rồi mình ra phía sau nha. Xe này thì cũng có cảm biến lùi, cũng có cam lùi cho mình rồi nè các anh chị. Cho các anh chị nhìn sơ phần gầm giùm Tiền luôn ha. Đó, xe bên Tiền thì có hỗ trợ rút hồ sơ cũng như là sang tên trên toàn quốc nha. Rồi đây khoang hành lý nè các anh chị. Trời tối không biết các anh chị thấy rõ không ha. Đây cũng tương đối rộng rãi, đựng được cũng khoảng hai cái vali á, hai vali lớn các anh chị. Dưới đây con đội tay quay còn đầy đủ nha các anh chị nha. Rồi Tiền đóng rồi, cho các anh chị nhìn phần ốc cốp cũng như là keo chỉ cốp ha. Đợt này bên Tiền xe về rất là nhiều các anh chị, xe lướt về rất là nhiều và bán cũng rất là nhanh, cho nên nếu mà các anh chị nào mà đã chấm chiếc xe nào đó bên Tiền rồi thì mình tranh thủ nha, chứ còn chần chừ suy nghĩ thêm một hai hôm nữa thì quay lại bên Tiền bán mất tiêu à. Đó, rồi xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của nó thì tầm khoảng 6,5 lít tới 7 lít các anh chị, 6,5 lít 7 lít ha. Rồi mình tiến về phía nội thất nha. Giờ này cũng khoảng 4-5 giờ chiều rồi các anh chị, hơi tối mà nay bên Tiền về xe nhiều quá nên ráng ở lại quay xe cho mọi người xem luôn. Rồi xe này thì được trang bị ghế da với tông màu đen nè, chất da rất là mới, rất là phẳng, không có bị gấp gãy gì hết ha các anh chị ha.
Đó, trần nguyên bản, sàn thì trải simili cho mình rồi, có táp bi sàn ở trên luôn, rất là sạch sẽ. Xe này thì full lịch sự hãng nha, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Ở trên này thì có trang bị cho mình cam hành trình nữa nè các anh chị. Có cam hành trình ha. Ủa vậy cái cam phía sau chắc là camera hành trình phía sau á các anh chị. Đúng rồi, xe này xe nguyên bản thì nó không có cam lùi, camera hành trình trước sau đó. Rồi, trước tiên thì nhìn nhìn tiền cái phần vô lăng, nhìn tiền nha. Vô lăng này tiền thấy vô lăng bọc da nhưng mà không có bị trầy xước gì hết nha, không có bị trầy xước nè. Những cái nút bấm của nó cũng không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết nha. Đây còn rất là mới nha, còn rất là nhám luôn đó. Những chi tiết nhỏ vậy thôi mình cũng biết là chủ xe có giữ kỹ hay là không ha, đi nhiều hay đi ít nha. Xe này thì đi 33.000 km rồi, 33.000 ha. Thì xe này hẹn full lịch sự hãng, hẹn mình là 38.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa nè. Có nghĩa là xe này là hiện tại mới vừa bảo dưỡng xong đó, mới vừa bảo dưỡng xong mình mua về mình chạy luôn. 38.000 là mình hả ra mình bảo dưỡng, mình đỡ cái phần tiền bảo dưỡng ha. Rồi trên này thì có trang bị camera hành trình nha, camera hành trình trước sau nè. Dưới này thì có trang bị cho mình màn hình rồi dàn lạnh nè. Đó các anh chị nhìn sơ giùm tiền, đẩy chìa khóa này các anh chị. Rất là mới, không có bị trầy xước gì luôn á. Cái này anh chủ giữ khá kỹ á các anh chị. Rồi trên này thì có cửa sổ trời nè, còn cửa sổ trời này anh chủ kỹ đến mức độ là chưa tháo cái ni lông này ra luôn nè các anh chị. Đó tiền mở cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem nha. Cửa sổ trời một chạm ha các anh chị ha. Rồi thì đóng lại nha. Xe bản Titanium thì có cửa sổ trời, có màn hình luôn. Còn xe mà bản số sàn á thì không có ha các anh chị ha. Ghế nỉ nè, không cửa sổ trời, không màn hình. Đó, giá thì nó tầm khoảng 450 thôi, lanh quanh khoảng đó. Rồi bây giờ thì tắt máy nha. Mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha các anh chị nha. Đây, cho các anh chị nhìn sơ phần bệ tì tai giúp tiền luôn. Đó, còn rất là mới, những cái phần đó là sử dụng rất là nhiều á các anh chị. Nhưng mà đây không có bị trầy xước gì hết nè. Đây, cái phần ghế tài nè các anh chị. Đó cái... ghế tài là cái phần ngồi nhiều nhất. Đó. Rồi, xe bên tiền á, bán ra thì có bảo hành cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Ý da, sao kỳ vậy ta? Phan phan, đợi tiền tí nha. Thì nhớ nó nằm bên đây mà. À, rồi cái này gạt qua chứ không phải là ghi lên tiền nhập. Rồi trước tiên thì nhìn nhìn tiền cái phần của ốc của nắp cabo và keo chỉ cabo nha. Ốc của nắp cabo nguyên zin, chưa dấu hiệu tháo mở nè, keo chỉ nguyên zin, không có bị đứt quãng gì hết ha các anh chị ha. Rồi nhìn xuống phần ốc chuyên đèn ha, khung xương nè các anh chị. Đấy, xe này mở cái máy ra là cảm thấy ưng liền. Ốc ác còn nguyên sơn nè ha các anh chị ha. Đây, nhìn sơ phần ốc máy giùm tiền nha. Đây, còn nguyên hết nha các anh chị nha, những chi tiết của mình còn sơn hết đó. Tem mát nè, tem mát từ máy vẫn còn nè. Rồi, nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha. Còn nếu mà mình muốn chắc nữa thì mình mang ra hãng mình test là chắc nhất nha các anh chị nha. Rồi thì tiện nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì đây là chiếc Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2019, đi mới có 33.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 540 triệu. Nếu như mà các anh chị nào mà mình thích chiếc xe này á, mà mình ở tỉnh xa mình không thể lên Sài Gòn xem xe ở thời điểm này được, thì bên tiền có là bán xe online và hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Các anh chị có thể là xem qua một cái video chi tiết xe bên tiền nè, vì tiền quay rất là kỹ, tiền quay keo chỉ này kia máy móc cho các anh chị nhà mình xem luôn. Thì ok, xong xuôi mà anh chị em mình sẽ thỏa thuận giá cả cũng như là ngày giao xe này nọ đó. Rồi đặt cọc trước cho bên tiền tầm khoảng 20 triệu thôi. Nếu như mà xe bên tiền sẽ vận chuyển xe này về cho tận nhà các anh chị nhà mình kiểm tra xe, nếu đúng như những gì bên tiền cam kết, đúng như những gì bên tiền làm video, thì lúc đó các anh chị mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha, và hỗ trợ các anh chị ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền ở gần nhà các anh chị luôn, các anh chị không cần phải đi xa ha. Còn nếu như mà trường hợp đi test hãng
nói xe bên Tiền có đâm đụng, có ngập nước, có làm lại máy móc này kia thì bên Tiền sẽ hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100% và cho xe về. Các anh chị không có mất mát gì hết. Đó, cho nên là các chị nhà mình yên tâm nha. Rồi bây giờ mình đi tiếp ra phía sau để Tiền sẽ cập nhật lại cho tất cả các anh chị và các bạn những cái xe 5 chỗ giá mềm bên Tiền nè. Những cái chiếc xe có chính sách giá mới cho các anh chị đó ha, sẽ giảm giá cho các anh chị luôn. Rồi mình sẽ đi từ giải bên đây nha. Xe bên Tiền á, đời từ 2016, 2017 trở lên á thì sẽ có hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng ha. Mình vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Nhưng mà Tiền chỉ nhận các anh chị ở hộ khẩu lân cận Sài Gòn thôi. Còn các anh chị ở tỉnh xa thì không giảm giúp Tiền nha. Vì thời điểm này Tiền chưa hỗ trợ các anh chị được. Rồi thì bên cạnh Tiền đây là chiếc Honda City bản top đời 2017 các anh chị. Đi 58.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 458 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Vì đây là video tổng hợp á, cho nên nó cũng khá dài. Cho nên là Tiền chỉ quay tổng thể về cái xe thôi nha. Tiền không có đi vào chi tiết xe nhiều. Nếu mà các anh chị và các bạn có quan tâm với từng chiếc xe nào bên Tiền thì cứ liên hệ với Tiền đi. Tiền sẽ gửi một cái video chi tiết xe riêng của chiếc xe đó cho các anh chị nhà mình xem. Cứ inbox Zalo cho Tiền nha. Số trên màn hình là số Tiền xài Zalo luôn các anh chị. Cứ nói là Tiền ơi, gửi cho anh xin một cái video chi tiết của chiếc Honda City 2017 chẳng hạn. Đó, Tiền gửi hình ảnh, gửi video cho các anh chị nhà mình xem luôn cho dễ nha. Rồi bây giờ mình đi tiếp ra phía sau. Xe này thì biển Bình Phước các anh chị. Rồi, để Tiền xem. Mình đi hết giải bên đây nha. Toyota Altis phiên bản 1.8 số tự động đời 2010 các anh chị. Xe này thì đi được 127.000 km rồi. Bên Tiền đang bán với giá là 390 triệu. Đó, các anh chị nào bữa giờ có theo dõi bên kênh của Tiền là sẽ biết là chiếc này hôm trước là bên Tiền bán 395, đã giảm cho các anh chị 5 triệu nha. Rồi. Đó, nhìn sơ phần nội thất bên này giùm Tiền ha. Ghế da, anh chủ bọc lại ghế da rồi các anh chị. Sàn rồi sạch sẽ hết rồi. Tuy nhiên thì chưa có màn hình nha. Các anh chị nào mà mình thích đó thì mình về mình trang bị thêm ha. Màn hình cũng rẻ hả các anh chị, xịn xịn là tầm khoảng 5 triệu thôi. Rồi mình đi tiếp qua bên đây nha. Hyundai Sonata nằm trong phân khúc sedan D nha các anh chị nha, đời 2010 nè. Chiếc này thì cũng đi 127.000 km và full lịch sử hãng nha. Thì chiếc này hiện tại Tiền sẽ giảm cho các anh chị với giá là 390 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Hôm bữa Tiền bán các anh chị là 397 triệu á. Xe này thì cũng giảm giá hai lần rồi đó. Hai lần cho các anh chị rồi. Đó. Hồi lúc mới về thì Tiền bán chiếc này là 412 đó. 412. Ghế này ghế da nha. Trần nguyên bản của cửa sổ trời nè. Sàn thì để Tiền xem sàn 5D nha. Hồi tối nha, cũng có dán phim, cũng có viền che mưa, những cái trang bị cơ bản thì cũng đã có nha. Đăng kiểm vào đường bộ thì còn tới tháng 3 năm 2022 các anh chị. Rồi, xe này thì Tiền hết hỗ trợ các anh chị nhà mình trả góp được rồi nha. Rồi mình đi lên đây ha, chiếc này đi. Mitsubishi Outlander phiên bản CVT đời 2020 mới đi có 28.000 km thôi. Thì chiếc này hôm trước là Tiền bán là 428, hôm nay Tiền giảm cho các anh chị 8 triệu nha, 420 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tiền thường xuyên thì sẽ nắm được giá ha, nắm được giá nha. Không phải là Tiền đôn giá lên rồi Tiền giảm cho các anh chị đâu nha. Đó, các anh chị nào mà có theo dõi bên kênh của Tiền thường xuyên thì sẽ biết à. Tiền nhắc lại nha, xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng thoải mái, cho nên là các anh chị yên tâm. Rồi, xe này thì ghế da có màn hình ha, cũng có dán phim cho mình, nói chung mấy cái cơ bản là đã có đó. Rồi, xe này biển Sài Gòn nha, các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số ha. Rồi, chiếc này bên Tiền mới về nè. Kia K3. Một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan C. Nó thay thế Cerato bây giờ đó các anh chị. Cerato bây giờ là thay thế cái dòng K3 này đó ha. Thì chiếc này là bản 2.0 số tự động đời 2014.
đi được đâu đó tầm khoảng 68.000 km đó, thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 428 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Cực kỳ rộng rãi và thoải mái ha, xe thì được sở hữu nước sơn là màu vàng ghi các anh chị. Cực kỳ đẹp. Đó. Rồi, mình nhìn sơ phần nội thất ha, xe này thì thấy có dán phim rồi nè. Ghế thì ghế da. Sàn nguyên bản, tròn nguyên bản, có cửa sổ trời. Lên cho mình một cái màn hình Android luôn các anh chị, rất là xịn sò. Đó. Khi mà các anh chị đến với Phát Ca thì nói chung là yên tâm về chất lượng nha. Nói chung là máy móc thì yên tâm, bên Tiền không có bán xe lỗi các anh chị. Quan trọng là các anh chị thích một mẫu xe như thế nào, giá cả hợp lý là mình mua thôi. Khỏi chất xe thì khỏi phải bàn nha các anh chị nha. Rồi. Đây, chiếc EcoSport phiên bản số sàn đời 2019 này Tiền nói với mọi người đó. Là Tiền còn hai xe, chiếc số tự động, chiếc số sàn. Chiếc này thì đi mới có 17.000 km thôi, 2019 mà mới đi có 17.000 km. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 458 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Chiếc này màu bạc ha các anh chị ha, cực kỳ mới luôn, 5 vỏ sim theo xe. Cũng có dán phim, cũng có viền che mưa nè, có bể bước cho mình luôn nha các anh chị nha. Đấy, các anh chị nhìn sơ nha. Xe này bản số sàn cho nên ghế nó là ghế nỉ các anh chị. Ghế nỉ chưa có màn hình và cũng chưa có cửa sổ trời ha các anh chị ha. Đó. Chiếc xe này là như một chiếc xe mới luôn các anh chị. Mới lắm, mới đi có 17.000 rồi, đi không có được nhiều đâu. Mà anh chủ này cực kỳ kỹ xe, mở cái cửa ra thôi đã nghe mùi mới rồi các anh chị. Rồi bên này 7 chỗ rồi ha. Đây chiếc này đi. 5 chỗ gầm cao. Hyundai Tucson đời 2011 các anh chị, bản 2.0 bản full nha. Đi 72.000 km thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 448 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Cái dòng này thì bữa giờ các anh chị bên kênh của Tiền thì tìm nhiều đó. Chị tìm chiếc Tucson đời thấp thấp một chút xíu nè. Nhập khẩu nha. Xe này thì đã được anh chủ lên 4 cái vỏ mới rồi, 4 cái vỏ đách vỏ 2020. Còn mới cứng luôn á. Lên cho mình một cái màn hình nè. Có cửa sổ trời cho mình nha các anh chị nha. Ghế da ha, màu nâu. Ghế này là ghế bọc lại đó các anh chị. Có đèn nội thất luôn. Đó, những cái đèn này là trang bị thêm nha các anh chị nha. Đó, rồi. Xe này thì Tiền không có thể hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được nha. Xe 2017 trở lên mới vay ngân hàng được. Rồi, chiếc này, chiếc này bên Tiền vừa đi vừa bán, nhưng mà nói sơ sơ thông tin cho các anh chị nếu mà các anh chị nào cần ha. IS250 đời 2006 các anh chị. Đi cũng đâu đó tầm khoảng 90.000 km thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 535 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Lexus IS250 ha. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng, biển số Sài Gòn. Đăng kiểm và đường bộ còn tới tháng 3 năm 2022. Đó. Rồi. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì inbox cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Tiền sẽ gửi hình ảnh cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi. Để Tiền xem còn xe 5 chỗ nào nữa không. Mình đi tiếp nha các anh chị nha. Bên này đi. Rồi. Hyundai Avante phiên bản 2.0 số tự động đời 2011. Chiếc này thì đi đâu đó tầm khoảng 93.000 km. Bên Tiền đang bán với giá là 335 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng nha các anh chị nha. Avante này Tiền còn chiếc 2012 bản 1.6 nữa. Xe này thì lên cực kỳ nhiều option nha các anh chị nha, dán phim, viền che mưa. Ghế thì ghế da nguyên zin nè. Đó, ghế da nguyên zin, trần nguyên bản, sàn thì sàn simili ha. Có lên cho mình một cái màn hình ZTEC nè, camera hành trình nó nè. Lo sức và có cảm biến áp suất lốp cho mình luôn. Đó, thì nhớ không lầm là có lo sức để Tiền xem thử rồi. Để không có lo sức cái giới thiệu lo sức cho các anh chị nữa. Mày mốt không có Tiền đắp vô. Tiền nhớ mày mãi vậy đó. Có sao không thấy ta? Phải để Tiền coi kỹ nha. Xe này thì có cảm biến áp suất lốp rồi đó. Có cam cặp lề luôn. Wow, nhiều đồ chơi quá. Ôi vậy là xe này không có lo sấp nha các anh chị ơi. Rồi. Ok. Rồi.
rất là nhiều option nha. Còn chiếc này nữa không, mình đi qua chiếc này rồi mình đi xuống dưới luôn ha các anh chị ha. Đây có một anh khách cũng đang yêu cầu tiền qua chiếc này nè, nhưng mà tiền chưa có thời gian để quay nữa. Thì đây là chiếc Hyundai i10 phiên bản 1.2, này là bản hatchback ha các anh chị ha, số tự động đời 2019, mới đi có 16.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 358 triệu, các anh chị nhìn sơ nha. Xe này thì tiền có giảm giá cho các anh chị nha. Đợt trước là tiền bán 378 triệu đó các anh chị, nhưng mà hiện tại hãng thì đang giảm giá rất là nhiều, cho nên là tiền cũng phải điều chỉnh giá một tí xíu, xả lỗ một tí xíu để bán ra cho tất cả các anh chị ha. Đó, nội thất nguyên zin hết các anh chị, ghế da pha nỉ nguyên zin nè, sàn nguyên bản, trần nguyên bản các anh chị. Có tiền thấy đây có camera hành trình nữa nè, có màn hình nè đó. Cũng có dán phim, cũng có viền che mưa nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Tiền còn một chiếc bản giống vậy luôn, màu bạc, đi nhiều hơn xíu, đi 39.000 á. Chiếc đó bên tiền đang bán là 348 triệu, rẻ hơn 10 triệu. Nhưng mà chiếc đó hình như là hiện tại đang xuống chi nhánh ở dưới Long An rồi, các anh chị đang đậu dưới đó. Nếu mà các anh chị nào xem chiếc đó thì cứ liên hệ tiền đi, rồi mình xuống dưới mình xem xe nha. Rồi mình đi tiếp nha các anh chị nha. 7 chỗ đợt này bên tiền cũng về cũng khá khá nhiều các anh chị, toàn là xe lướt thôi. Rồi đây đi ha các anh chị ha, Hyundai Accent phiên bản số tự động tiêu chuẩn đời 2019 các anh chị. 2019. Chiếc này thì đi được đâu đó là khoảng 46.000 km rồi, bên tiền đang bán với giá là 435 triệu ha. Đó, ghế da trần nguyên bản ha, sàn thì sàn 5D các anh chị, sàn 5D nha. Tiền còn chiếc Accent 2018 nữa, các anh chị nhớ theo dõi đến hết video ngày hôm nay nha. Tí nữa thì sẽ quay cho các anh chị xem luôn. Rồi, có màn hình ha, cũng nha. Nói chung mấy cái trang bị cơ bản là đã có rồi, như dán phim, viền che mưa, dán cửa này kia là phải có nha. Rồi, xe này thì có đăng ký kinh doanh nha, nhưng mà không phải xe nào đăng ký kinh doanh cũng không kỹ được các anh chị. Rồi, mình đi tiếp ra phía sau nha. Xe mình chạy kinh doanh nhưng mà cũng tùy người nữa, quan trọng là anh tài xế đó có giữ xe hay không đó. Rồi chiếc này chiếc này cái nữa là chắc đi ra phía trước còn một vài xe nữa ở dưới kho này, bên dãy bên đây là tiền hầu như đã bán hết rồi nè các anh chị. Rồi Kia Cerato, chiếc này tiền sẽ giảm giá mạnh cho các anh chị luôn, bản 1.6 số sàn đời 2018, đi đâu đó cũng tầm khoảng 50.000 á. Bên tiền hôm trước là bán cho các anh chị với giá là 463 triệu, nhưng hôm nay thì sẽ giảm mạnh cho các anh chị luôn, 445 triệu, các anh chị nhìn sơ nhé. Đó, các anh chị nào mà bữa giờ mà săn chiếc này thì hôm nay tranh thủ nha, hôm nay giá tốt đó. Có cam cặp lề nè, camera hành trình trước sau luôn. Tuy nhiên thì tiền chưa thấy có màn hình nha các anh chị nha. Có dán phim, có viền che mưa, ghế thì ghế da, sàn thì sàn 5D đó. Một chiếc xe nằm trong phân khúc sedan C, giá loanh quanh 450 ha. Rồi mình đi phía trước còn vài xe nữa, mình đi ra phía trước nha các anh chị. Bên này tiền nhận cọc và đang chuẩn bị giao xe hết rồi, mấy xe này đang chuẩn bị giao nè, xe làm ngân hàng. Rồi phía trước còn vài xe nữa, mình đi ra phía trước nha các anh chị nha. Rồi mình đi tiếp ha các anh chị ha, phía trước này tiền còn trưng bày vài xe nữa. Đây chiếc Honda Accent nãy tiền nói với mọi người, chiếc 2018 nè, cũng số tự động bản tiêu chuẩn luôn. Chiếc này thì đi được 59.000 km, bên tiền đang bán với giá là 420 triệu, các anh chị nhìn sơ nha. Xe này thì biển Hà Nội ha các anh chị ha, nên là các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình cũng không có tốn 20 triệu nha, không có tốn 20 triệu thì biển số nè. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng ha, anh chủ lên cũng rất là nhiều option các anh chị. Đó, ghế da rất là thể thao nè. Sàn thì sàn 5D, trần 5D luôn, có màn hình nha các anh chị nha. Màn hình xin theo xe, có gắn phim nữa. Đó. Không biết các anh chị có thấy rõ không, mà giờ này chắc cũng 5 giờ mấy rồi các anh chị. Cô bán xe chăm chỉ, năm mấy còn ở lại quay phim cho các anh chị xem luôn. Rồi. Chiếc này thì nó nhận cọc rồi, mình qua chiếc này nha. Chiếc này là phải nói là bên tiền giảm giá cũng mấy lần rồi các anh chị.
Các anh chị nào mà thích chiếc này thì hôm nay mua ủng hộ Tiền nha, để Tiền được ra xe. Nói chung là giảm sát giá cho các anh chị luôn, nói chung là xả lỗ đó. Tại vì xe này Tiền lấy hồi trước dịch, nay là qua dịch rồi. Đó, rồi à, Mazda 2 phiên bản Deluxe đời 2019 đi 30.000 km. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 430 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này Tiền phải nói là giảm giá 3-4 lần cho các anh chị luôn rồi đó, xả lỗ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu xanh ha các anh chị ha. Đây, ghế. Ghế nỉ, bản này thì ghế nỉ các anh chị, sàn nguyên bản trần 5D. Tuy nhiên là chưa có màn hình, bản này chưa có màn hình các anh chị. Đó. Xe này còn mới lắm. Rồi. Các anh chị nhìn sơ lại ha. Xe này Tiền có hỗ trợ trả góp luôn nha, 2019. Rồi thì nãy giờ Tiền đã tổng hợp lại được hết chiếc Avanza kia thì 7 chỗ mà Tiền cũng đã nhận cọc rồi ha. Thì nãy giờ Tiền cũng đã tổng hợp lại được hết tất cả những cái xe 5 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền rồi. Nếu như mà các anh chị nào mà thích chiếc nào á thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn nếu mà các anh chị nào muốn biết thêm thông tin về từng chiếc xe nào bên Tiền thì cứ liên hệ với Tiền đi, Tiền sẽ gửi hình ảnh cũng như là video chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem nha. Xe bên Tiền thì đời 2016-2017 trở lên thì Tiền có hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được nha. Mình vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng ha. Nhưng Tiền chỉ nhận được các anh chị ở hộ khẩu tỉnh lân cận Sài Gòn thôi. Đó, còn nếu mà các anh chị ở tỉnh xa thì thông cảm giúp Tiền, vì thời điểm này thì chưa thể hỗ trợ cho các anh chị vay ngân hàng các tỉnh xa được nha. Còn đặc biệt là giá bên Tiền á, nói chung thì sẽ có bớt cho mình tí xíu lọc khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Chứ còn nếu mà các anh chị nào mà trả giá quá 3-40 triệu, 4-50 triệu thì Tiền nói thẳng luôn là bên Tiền không có bớt xe nhiều tới như vậy. Vì ở đây thì đã giảm giá luôn các anh chị rồi. Tại vì báo giá là báo giá để cho các anh chị mua, chứ không phải là báo giá để cho các anh chị mình còn đi tham khảo những chỗ khác nữa. Cho nên đừng trả giá Tiền nhiều quá, tội nghiệp Tiền nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký nha, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về thì các anh chị là người đầu tiên xem được nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.